chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta chỉ cứu người như cứu quả. Để nói về việc cứu chữa bệnh nhân phải thực sự khẩn cấp, bức thiết như việc chữa cháy, không thể chậm trễ. Quy định cũng nêu rõ về những phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông, trong đó thì có xe cứu quả. Ai cũng hiểu, nhưng đôi khi cũng có vài người không hiểu, ví như tình huống sau đây. Khoảng 11 giờ trưa qua, trên đường DT743, đoạn qua khu vực ngã 6 An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Thời điểm này có 2 chiếc xe cứu quả trên đường làm nhiệm vụ. Nhận thấy phía trước không thể vượt lên được, tài xế đành tìm hướng khác để kịp đến hiện trường. Người dân cho biết dòng xe kẹt cứng trên đoạn đường dài hàng cây số, thậm chí làn dành cho người đi xe máy cũng bị xe lấn lấn sát vào lề. Nhiều người phải cho xe máy lên vỉa hè mới đi tiếp được. Ai cũng có lý do riêng để chen lên trước bất chấp tất cả. Nhưng khi chứng kiến tình huống vừa rồi thì nhiều người thở dài nhớ hình ảnh ở Nhật. Những đoàn xe nghiêm chỉnh dạt sang hai bên đường cho xe ưu tiên di chuyển. Chợt thấy thương cho những chiếc xe cứu thương, xe cứu quả kẹt cứng nhích từng chút một trong biển người và phương tiện lưu thông. Hay nói đúng hơn là thương cho những người đang trông chờ tiếng còi hú đến. Bởi đôi khi chậm một giây là mất mát chẳng gì bù đắp được. Nửa năm nay, cứ mỗi lần giá xăng dầu tới phiên điều chỉnh, người ta lại nghe thấy những câu cảm thán kiểu lần trước đi đổ đầy bình hết 100.000 đồng, lần này thì hết 120. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vài cái lần này như vậy mà một bình xăng giờ tăng giá gấp đôi. Nhiều chuyên gia dự báo trong phiên điều chỉnh tới đây cũng sẽ có thêm một kỷ lục mới được thiết lập. Lãnh đạo một công ty đầu mối xăng dầu phía Nam cho hay, giá xăng thế giới cập nhật đến sáng nay cao hơn giá trong nước từ 700 đến 900 đồng một lít. Giá dầu có mức chênh lệch cao hơn từ 1.500 tới 2.000 đồng một lít. Các chuyên gia dự báo với đà tăng liên tục của giá dầu thế giới thì giá bán lẻ trong nước rất có thể tiếp tục điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành tới đây 11 tháng 6, vượt lên mốc 33.000 đồng một lít. Trong bối cảnh này, muốn hạ nhiệt giá xăng chỉ còn cách giảm thuế phí. Nhớ hồi đầu năm, mỗi lần đến phiên điều hành giá xăng dầu trong nước là người dân lại chen chân xếp hàng đổ đầy bình, mang cả chai, can đi mua tích trữ, bất chấp rủi ro. Một số cửa hàng thì găm hàng không bán, treo biển hết xăng. Còn giờ thì không còn ai thiết tha vì giá cứ miệt mài phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Quan trọng hơn là có lẽ ai cũng mệt mỏi. Mệt bởi họ đâu chỉ chạy đua với mỗi giá xăng. Xăng tăng, đồng kẽ, tương cà, mắm muối, rau gạo đều tăng. Vậy nên mới đây, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phết cho biết sẽ có báo cáo với Chính phủ để trình Quốc hội cân nhắc việc giảm thuế phí nhằm giảm giá xăng dầu. Với nhiều người, ung thư dễ dự án tử. Vậy nên mấy ngày qua, dư luận quan mang trước thông tin tại một ấp ở xã Đông Thế, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có nhiều trường hợp mắc ung thư và tử vong. Trong diễn biến mới nhất, ngành chức năng có buổi khảo sát đánh giá nguyên nhân, kết quả khá bất ngờ. Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Cà Mau đến các hộ dân ở ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước để khảo sát tiền sử mắc bệnh và lấy mẫu nước xét nghiệm. Kết quả cho thấy tại ấp Khánh Tư có hơn 300 hộ và hơn 1.200 người. Trong 20 năm qua, có 27 trường hợp mắc ung thư, chủ yếu là ung thư gan và ung thư phổi. Số liệu này không cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh. Nguồn gốc, chất lượng, chế biến và bảo quản thực phẩm không có sự khác biệt so với các ấp khác. Nguồn nước uống được cung cấp từ 13 cơ sở đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà nước. Khảo sát thực tế tại các hộ dân, bước đầu cho thấy các loại ung thư được ghi nhận là do thói quen ăn uống sinh hoạt của người dân như hút thuốc, uống rượu bia. Ngành y tế tiếp tục khảo sát, phân tích, đánh giá người dân, đồng thời khuyến cáo người dân không nên quan mang và cần thay đổi thói quen sinh hoạt, có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong lúc cả nhà đang ngồi xem bóng đá, một lượng lớn đất đá bất ngờ sạt lở xô đổ căn nhà sàn ở tỉnh Thanh Hóa. Phút chốc, gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng còn người là còn tất cả. Trong khoảnh khắc định mệnh, cả ba người thoát chết trong gang tấc. Khoảng 8 giờ rưỡi tối qua, khi ông Phạm Bá Hắc ở huyện Quang Sơn cùng vợ là Lữ Thị N và con trai 11 tuổi đang ngồi xem bóng đá thì bất ngờ nghe tiếng sạt lở đất bên hông nhà. Chưa kịp hoàng hồn thì căn nhà sàn bị đổ sập hoàn toàn khiến cả ba kẹt ở trong nhà.
Rất may, vợ chồng ông Hắc được người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời tới giải cứu. Mấy ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa từ 130 đến gần 170mm. Để bảo vệ tài sản tính mạng người dân, trong sáng nay, nhà chức trách di dời 7 hộ dân sống gần hiện trường có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Thưa quý khán giả, rắn rì dòi được nhiều người ưu ái chọn nuôi vì những hiệu quả kinh tế bước đầu, nhưng tay ngang bước vào nghề cũng trần ai lắm. Vừa nuôi vừa học, đúc kết kinh nghiệm từ từ, anh nông dân ở thành phố Cần Thơ sau đây cuối cùng cũng thành công. Qua thời gian tìm hiểu, anh Phạm Phú Thanh ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ mạnh dạn vét túi được 5 triệu đồng để mua 100 con rắn rì dòi giống về xây bể nuôi. Hai bể nuôi rắn bố mẹ, còn lại là dành cho rắn con. Theo anh, ngoài đầu tư chuồng nuôi, chắc chắn thì quan trọng là nguồn thức ăn. Anh thường mua cá tạp về dỗ béo một thời gian, rồi mới cho vào làm thức ăn của rắn. Khoảng 2 năm là rắn có thể sinh sản, mỗi lần đẻ được từ 10 tới 25 con. Ưu điểm của việc nuôi trong bể xi măng là nông dân có thể dễ theo đuổi quá trình sinh trưởng, sinh sản và đảm bảo nguồn nước luôn sạch. Nó có cái ưu điểm là như mình dễ kiểm tra rắn coi nó có bệnh không, mà mình con nào bệnh bắt ra ngoài mình trị nó, như nuôi dưới mương dưới bãi bạc đồ này kia đồ thì nó khó, nhiều khi rắn bệnh mình không có biết á, rồi trong cái thời gian đó nó hao hụt con rắn của mình. Còn nuôi trong này thì mình kiểm tra hàng ngày được, con nào bệnh thì mình bắt ra mình trị. Với 100 con rắn bố mẹ, hiện mỗi năm anh xuất bán từ 1.500 đến 1.700 con rắn giống với giá 90.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí, anh còn lời hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Dù hiện có thể tự tin về mặt kỹ thuật chăm sóc rắn thương phẩm, rắn sinh sản, nhưng nỗi trăn trở lớn nhất của anh Thanh cũng như nhiều nông dân khác chính là bài toán về đầu ra. Đến đây, tin tức Mekong cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!